Những ông trùm tài chính Việt Nam. Phần 17. Mr. Vico Đặng Khắc Vĩ, ông chủ VIB Bank và đế chế mì gói Marivan Food. Mặc dù trở về Việt Nam và đã trở thành ông chủ ngân hàng VIB nhưng Đặng Khắc Vĩ vẫn còn nặng lòng với nghiệp xưa. Hiện tại Đặng Khắc Vĩ vẫn là ông vua mì gói khi là ông chủ Marivan Food, đế chế làng kinh doanh thực phẩm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, ông Vĩ sở hữu hai thương hiệu mì rất nổi tiếng là Ba Miền và Riva, với pháp nhân lõi là công ty cổ phần Uniben. Theo thống kê, số cổ phần của gia đình ông Đặng Khắc Vĩ ở VIB có giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Chân dung ông Đặng Khắc Vĩ. Ông Vĩ sinh năm 1968, học khóa 81-84 của trường cấp 3 Nghi Lộc 1, Nghệ An. Trong lịch sử trường vẫn còn nhắc tên ông Vĩ như là một học sinh thành đạt. Sau đó ông tốt nghiệp kỹ sư mỏ địa chất tại Đại học thăm dò địa chất Moscow, Nga rồi lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Học viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga. Cùng với những doanh nhân nổi tiếng như ông Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Nhật Vượng, Ngô Chí Dũng, Nguyễn Cảnh Sơn, ông Đặng Khắc Vĩ cũng nằm trong nhóm Đông Âu khi có quãng thời gian khởi nghiệp và hoạt động kinh doanh chính tại thị trường này. Các sản phẩm kinh doanh hầu hết cũng chỉ xoay quanh mì gói, một sản phẩm không chỉ giúp những người con ưu tú của Việt Nam lúc ấy vượt qua cơn đói lòng sau mỗi buổi lên giảng đường, mà nó còn giúp một số trở nên có của ăn của để, có tích lũy tư bản và có cả những trải nghiệm kinh doanh, tổ chức kinh doanh đầu đời. Cùng với Ngô Chí Dũng, Đặng Khắc Vĩ sáng lập nên công ty Rolton để kinh doanh mặt hàng mì gói ở Nga theo lời khuyên của ông bạn nghèo Vượng. Hai bên có thỏa thuận rất rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, là Dũng Vĩ chỉ bán mì bên Nga, Vượng chỉ bán mì bên Ukraine. Tất cả các công ty mì kể trên đều bán những mặt hàng từ Việt Nam sang, thường được đặt hàng theo mẫu mã mình chọn. Công ty được lập nên theo mô hình công ty chuẩn của Nga, có cả luật sư, bộ phận an ninh, bộ phận nghiên cứu nhu cầu khách hàng, hệ thống IT riêng. Holton và Kinh Ly Ông cũng mở văn phòng tại cảng Vladivostok để quản lý dòng hàng hóa sang Nga, bởi nước Nga quá rộng nên mình Moscow sẽ không kịp xử lý. Theo ông Trịnh Thanh Huy, người cùng ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh thành lập Masan, Holton của Đặng Khắc Vĩ và Ngô Chí Dũng là những người thắng trận trong cuộc chiến mì tôm tại Nga. Trong các công ty của các du học sinh người Việt này thì Holton lớn nhất và có định hướng phát triển làm trắng tối đa, tức là mọi chuyện thật công khai, hợp pháp, định hướng rất nhìn xa của Vĩ. Theo đánh giá của những người cùng thời, vào lúc đó mặc dù trẻ tuổi nhưng Đặng Khắc Vĩ đã hiểu giá trị của công ty nằm ở giá trị của thương hiệu riêng, chứ không hẳn ở giá trị nhà máy hay thậm chí bán được bao nhiêu thùng. Cái này nghe thì đơn giản. Sinh viên năm thứ nhất nào về quản trị kinh doanh cũng có thể nói vanh vách, nhưng áp dụng trên thực tế thì ở Nga cũng rất ít người Việt hiểu và làm được. Không chỉ có mì gói, vì có tiềm lực kinh tế mạnh nhất nên Rolton khai thác thêm sản phẩm dầu cọ từ Malaysia rất có lãi. Mặc dù là công ty mì gói nhưng cộng đồng người Việt ở Nga cũng cảm thấy tự hào khi vào giờ vàng của truyền hình Nga vốn đắt đỏ vô cùng lại xuất hiện quảng cáo Rolton. Từ nền tảng tích lũy ban đầu ấy và những bài học xương máu thời tranh tối tranh sáng ở các nước Liên Xô cũ, họ trở lại cố quốc, lập nghiệp, phát triển và vươn lên thành nhóm doanh nhân thành đạt nhất. Ông Vĩ là người hiếm hoi trong thế hệ trưởng thành từ Đông Âu còn tiếp tục duy trì sự nghiệp kinh doanh với trời Âu, kể cả sau khi về Việt Nam đầu tư lớn. Và trong khi hầu hết đoạn tuyệt với nghề cũ, nguồn tiền mang về từ Đông Âu được họ rót vào những kênh đầu tư màu mỡ nhất như bất động sản, tài chính, ngân hàng. Duy chỉ có hai người vẫn còn nặng lòng với nghiệp xưa, đó là Nguyễn Đăng Quang và Đặng Khắc Vĩ. Đáng nể là hoạt động kinh doanh xứ người của ông Vĩ lại rất có thành tựu, thậm chí vươn đến tầm đế chế. Với Marivan Food, Đặng Khắc Vĩ là ông vua mì gói trong làng kinh doanh thực phẩm ở nhiều quốc gia. Ngoài mì gói, tại Việt Nam, ông Vĩ sớm gây dựng sự nghiệp khi tham gia sáng lập ngân hàng VIB và là một trong những cổ đông lớn nhất tại đây. Đến cuối năm 2018, ông Vĩ là cổ đông cá nhân lớn nhất sở hữu 4,99% vốn ngân hàng. Công ty sản xuất mì gói lớn nhất tại Nga và đế chế mì gói Uniben ở Việt Nam. Với doanh nghiệp Marivan Food tại Nga, ông Vĩ là người sáng lập và đang giữ vai trò chủ tịch. Đây chính là công ty sản xuất mì ống và khoai tây nghiền lớn nhất xứ sở Bạch Dương, đồng thời là một trong những tập đoàn lớn của người Việt ở nước ngoài. Theo đó, Marivan Food là doanh nghiệp đầu tiên tại Nga sản xuất mì ăn liền và hiện là công ty dẫn đầu thị trường này với thương hiệu Rolton. Nhà máy Rolton từng lọt vào top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất của Nga trong bảng xếp hạng do Forbes công bố.
Sản phẩm mì gói và khoai tây nghiền của Rolton hiện còn xuất khẩu đi 33 quốc gia khác trên thế giới. Năm 2009, nhà sản xuất mì lớn nhất Nhật Bản, Nissan Foods Holding, phải chi ra 26,8 tỷ yên, 240 triệu đô la Mỹ để mua lại 33,5% cổ phần của công ty Angleside, công ty con của Marivan Food. Theo Nissan, Marivan Food là nhà sản xuất mì gói lớn nhất nước Nga khi đó với doanh thu hàng năm vào khoảng 270 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận ròng khoảng 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ở hiện tại, quy mô thị trường mì của Nga đã tăng lên rất nhiều. Báo cáo của Nissan cho biết Marivan nắm khoảng 46% thị phần. Đấy là riêng thị trường Nga. Năm 2018, những ông chủ Việt Nam khánh thành nhà máy Marivan Food Tianjin, Kazakhstan, công suất 400 triệu phần mì mỗi năm, thậm chí còn lớn hơn cả quy mô thị trường. Như vậy có thể thấy, mảng kinh doanh mì của ông Đặng Khắc Vĩ vẫn ăn nên làm ra trên đất Đông Âu, sau 22 năm kể từ ngày lập nghiệp. Một trong những bước ngoặt quan trọng là bán cổ phần cho đối tác chiến lược Nissan. Ngoài ông Vĩ từng là chủ tịch Marivan Holding, ông Đỗ Xuân Hoàng, thành viên hội đồng quản trị VIB, đang là tổng giám đốc Marivan Food Central, Nga. Tại Việt Nam, mặc dù ít người để ý, ông Vĩ đang phát triển hai thương hiệu mì rất nổi tiếng là Ba Miền và Riva, với pháp nhân lõi là công ty cổ phần Uniben. Uniben là doanh nghiệp hoạt động tích cực trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, FMCG, với các sản phẩm mì Ba Miền, Riva, cháo, phở, hạt nêm, nước mắm, hiện sở hữu hai nhà máy lớn với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng tại Hưng Yên và Bình Dương. Theo giới thiệu, hệ thống phân phối cũng được Uniben phát triển rộng khắp với 150 nhà phân phối, trên 500 siêu thị, trên 100.000 cửa hàng, với hơn 1.000 nhân viên bán hàng. Không dừng lại ở thị trường nội địa, các sản phẩm của Uniben hiện được xuất khẩu sang nhiều nước khác. Tương ứng, tương lân cùng đế chế Marivan Food đã có sẵn vị thế và thương hiệu ở trời Âu. Thương hiệu Ba Miền của chúng tôi trở thành một trong những thương hiệu được chọn mua nhiều nhất Việt Nam 2016 do công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Cantaur Panel công bố, Uniben tự hào giới thiệu. Song hành và có mối liên hệ mật thiết cùng với quá trình phát triển của Uniben là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, mã cổ phiếu trên Upcom, VIB, do ông Đặng Khắc Vĩ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại hệ thống quốc tế, Neta, cựu cổ đông lớn VIB, là công ty con của Uniben. VIB cũng là nhà băng đồng hành nhiều năm nay với Uniben. Nhà sản xuất mì gói này đã nhiều lần thế chấp tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng để vay vốn tại ngân hàng của chủ tịch Đặng Khắc Vĩ. Theo dữ liệu của Viettham, trong giai đoạn 2016-2019, doanh thu thuần của Uniben luôn đạt từ 2.000-3.000 tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên biên lợi nhuận thu về khá mỏng. Như năm 2016, Uniben ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.450,6 tỷ đồng, nhưng chỉ báo lãi thuần vòn vẹn 3,95 tỷ đồng. Bắt đầu từ năm 2017, mức lợi nhuận đem về có phần cải thiện, lên tới con số hàng chục tỷ đồng, song vẫn khiêm tốn so với doanh thu. Năm 2019, doanh thu thuần của Uniben đạt 2.856 tỷ đồng, giảm 1,2% so với năm 2018. Lợi nhuận thuần tăng nhẹ từ 36,38 tỷ đồng lên mức 41,8 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Uniben báo lãi sau thuế 102,6 tỷ đồng, gấp 79 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nửa đầu năm 2019 lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng. Ông chủ đứng sau ngân hàng VIB. Ngân hàng quốc tế VIB được thành lập năm 1996 và ông Đặng Khắc Vĩ là một trong những thành viên sáng lập VIB. Hiện tại, ngoài ra, vợ và con trai ông cũng đang nắm giữ lần lượt 4,94% và 4,98% VIB. Tổng cộng, gia đình vị doanh nhân họ Đặng đang nắm giữ trực tiếp gần 15% vốn ngân hàng này. Cũng liên quan tới doanh nhân Đông Âu là ông Đỗ Xuân Hoàng, thành viên hội đồng quản trị và người thân đang sở hữu hơn 9% vốn tại VIB. Ông Hoàng là tổng giám đốc Marivan Food, doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Vĩ. Nắm giữ phần vốn nhiều nhất ngân hàng nhưng từ khi VIB thành lập năm 1996, ông chỉ đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng quản trị và phải đến năm 2013 mới chính thức lên làm chủ tịch. Kể từ đó, các chỉ số của ngân hàng đều tăng trưởng trở lại.
Đây là giai đoạn VIB có giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất với các chỉ số tài chính và lợi nhuận tăng hai chữ số mỗi năm. Hiện tại, VIB thuộc nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô tầm trung với tổng tài sản 175.658 tỷ đồng đến cuối tháng 9 năm nay, tương đương với HD Bank, Liên Việt Postbank, Exim Bank và nhỉnh hơn TP Bank. 6 năm gần đây, nhà băng này đã duy trì đà tăng trưởng tài sản trung bình 15% năm, cho vay và huy động vốn tăng lần lượt 24% và 18% mỗi năm. Đặc biệt từ năm 2016, lãnh đạo nhà băng đã đề ra chiến lược chuyển đổi với tên gọi VIB 2.0. Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2018, ngân hàng ghi nhận doanh thu tăng 49% và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 95%. 9 tháng đầu năm nay, VIB tiếp tục có đà tăng trưởng tài sản 26%, dư nợ cho vay khách hàng tăng 28% và huy động vốn tăng 34%, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Sau 3 quý, ngân hàng này ghi nhận 5.870 tỷ đồng thu nhập, tăng 40% và lợi nhuận trước thuế tăng 69%, đạt 2.915 tỷ. Trong công bố mới đây, lãnh đạo ngân hàng cho biết đang nắm giữ thị phần số 1 trong mảng cho vay mua ô tô, trên 25% từ năm 2017 đến nay. Ngoài ra, VIB còn chiếm thị phần số 1, 80% trong mảng bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng của Prudential. Giai đoạn 2017 đến 2019, ngân hàng này duy trì tăng trưởng dư nợ bán lẻ với tỷ lệ hàng năm CAGR đạt 60% năm. Hiện số dư bán lẻ đã vượt mức 100.000 tỷ, nằm trong top 3 ngân hàng tư nhân tại Việt Nam, tương đương với số dư tại Techcombank. Năm 2019, ngân hàng này đạt ROE sẽ đạt 27% và lợi nhuận dự kiến đạt trên 4.000 tỷ, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ông Vĩ được giới lãnh đạo các nhà băng đánh giá rất cao và có đôi chút kiêng nể. Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần trụ sở ở miền Bắc nhận xét ngắn gọn, ông Vĩ là một người khôn ngoan và rất có uy tín. Trong khi đó, những doanh nhân kinh doanh trong cùng ngành với ông Vĩ bình luận, để tồn tại và đứng vững khi kinh doanh ở thị trường Đông Âu thì không phải đơn giản. Chỉ thế thôi cũng có thể hiểu phần nào năng lực và tính cách của ông Vĩ. Ông Vĩ đã có hơn 20 năm làm việc ở Nga, đến nay hoạt động kinh doanh vẫn đang rất phát triển. Một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán quốc tế, từng tham gia tư vấn hoạt động cho nhiều ngân hàng Việt Nam nhìn nhận ông chủ VIB là một lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Với Đặng Khắc Vĩ, tôi thấy một con người quốc tế. Ông Vĩ từng chia sẻ là với ông, nhân sự Tây hay ta không có gì khác biệt và mâu thuẫn nào. Bởi ở bên kia, phần lớn nhân sự của ông đều là người nước ngoài, vị chuyên gia này kể lại.